Chào bạn, hy vọng là cái giọng của mình hôm nay nó sẽ bớt khàn đi một chút đấy. Nhưng mà không quan trọng, mình sẽ đi thẳng vào chủ đề chính luôn. iOS 13 được cho là một phiên bản iOS cực kỳ tuyệt vời với rất nhiều những cải tiến đáng giá. Nhưng tuy vậy thì sau một khoảng thời gian trải nghiệm trên cả iPhone cũng như là iPad thì mình mới nhận ra đây là một phiên bản iOS nó rất là tốt. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người top 5 những cái tính năng cực kỳ hay của iOS 13 mà có thể các bạn chưa biết hoặc Apple không hề muốn cho các bạn biết. Ê, hey, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Và trước hết thì một phút dành cho quảng cáo nhỏ nhỏ. Nếu như các bạn đang muốn mua những phụ kiện iPhone như kiểu là sạc cáp hay pin sạc dự phòng với mức giá rẻ nhất ấy, Xiaomi đang có một cái chương trình đại hạ giá sale. Mình nhớ không nhầm là cái sợi cáp Lightning Anchor mà có 150.000 thôi. Đường link sẽ ngay phần mô tả video để mọi người có thể săn được những phụ kiện này với mức giá là hời nhất. Nhớ click nha. Đầu tiên đó sẽ là sự gián tiếp khai tử 3D touch. Yep, các bạn không nghe nhầm đâu, gián tiếp khai tử. Và mình cũng sẽ không bất ngờ nếu như mà iPhone 2019 chuẩn bị ra mắt cũng sẽ không còn 3D touch nữa. Nó sẽ giống như kiểu là iPhone XR ấy. Với iOS 13 thì cái 3D touch này đã chính thức bị thay thế bởi cái cơ chế chạm giữ. Nó rất là giống so với cái haptic touch của iPhone XR ấy. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giờ đây chúng ta có thể sử dụng được những cái tính năng vốn chỉ hỗ trợ 3D touch ngay cả trên những cái thiết bị không hề được hỗ trợ 3D touch như là iPhone SE hay xịn sò hơn là những thiết bị iPad đó vốn không hề có 3D touch nhưng bây giờ đã có thể sử dụng được rồi. Và nó hoạt động như thế nào? Khi mà các bạn chạm giữ lên một cái icon bất kỳ, nó sẽ có một cái hiệu ứng nó nháy nhẹ lên một chút để kích hoạt thêm những cái tiện ích mở rộng. Đó, nó rất là đơn giản, dễ dàng và lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có thể sử dụng được những cái này rất là thoải mái ngay cả trên những thiết bị iPad, cực kỳ tiện lợi. Nhưng tuy vậy thì xem đến đây các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rằng nếu như mà chạm giữ để thay thế 3D touch thì chúng ta di chuyển ứng dụng kiểu gì? Nó bị trùng mất cái thao tác sử dụng rồi còn đâu đúng không? Nhưng mà thật ra thì cái thao tác di chuyển ứng dụng nó vẫn rất là đơn giản dễ dàng. Các bạn chỉ cần chạm giữ và các bạn di chuyển ngón tay là iOS 13 sẽ tự động nhận diện là chúng ta đang muốn di chuyển ứng dụng và thế là xong. Một trong những cái cách mà mình cảm thấy khá là hay vì việc loại bỏ đi 3D touch và có một cái trải nghiệm đồng nhất đấy thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái trải nghiệm nó đồng nhất cả trên iPhone và iPad. Giờ thì chúc mừng các bạn nào đang sử dụng iPhone SE cũng như là iPad nha. Yeah. Song song với việc loại bỏ đi 3D touch thì iOS 13 cũng đã bổ sung thêm một số những cái tính năng mới. Nó rất là nhỏ thôi nhưng mà có thể khiến cho các bạn kiểu được của nó đấy. Đó là tính năng gì? Đó chính là tính năng giúp chúng ta thay đổi được Wi-Fi và Bluetooth ngay bên trong Control Center mà không phải vào sâu bên trong mục setting. Các bạn chưa biết á? Ui, nó đơn giản cực kỳ. Chúng ta chỉ cần kéo Control Center xuống và giữ tay vào biểu tượng Wi-Fi hoặc là Bluetooth thì nó sẽ pop up ra một cái trang tùy chọn mới giúp chúng ta thay đổi được cái kết nối Wi-Fi và Bluetooth mà không cần phải vào sâu bên trong mục setting, không cần phải tốn quá là nhiều thao tác rườm rà như những phiên bản iOS cũ. Đây chính là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy cái hướng đi loại bỏ 3D touch ấy nó bỗng nhiên trở nên cực kỳ đúng đắn và giúp cho chúng ta có thêm được rất là nhiều những tiện ích mới hay ho hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Tiện năng nói về iPad, các bạn có còn nhớ trong cái video mình nói về iOS 13 và iPadOS, mình còn nói về những cái cử chỉ mới trên iPad bao gồm như vuốt ba ngón tay để copy, xòe ba ngón tay ra để mà paste, kéo ba ngón tay vào undo, kéo ba ngón tay ra để redo, các bạn có nhớ không? Thì đây là những cái cử chỉ mới được Apple có giới thiệu ở trên iPadOS. Nhưng tuy vậy thì nó không chỉ dành riêng cho iPad, mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái cử chỉ này ở trên iPhone. Ví dụ như đây, mình đang làm ở trên chiếc iPhone XS Max thì mình có thể kéo ba ngón tay vào để mà copy này, xoay ba ngón tay ra để mà paste và làm những cái động tác, thao tác nó rất là tương tự với iPad. Thì nó sẽ là một trong những cái cử chỉ rất là hữu ích đối với những bạn nào đang sử dụng những cái thiết bị iPhone màn hình lớn như là iPhone XS Max hay là iPhone XR. Ngoài ra thì trên iOS 13 các bạn cũng có thể tương tác với những cái tin nhắn tùy chọn nhanh bằng cách là chạm hai ngón tay lên. Đó, nó rất là nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng thay vì những cái thao tác cực kỳ rườm rà trước đây. Những cái thay đổi nó rất là nhỏ thôi, mặc dù Apple không có nói đến nhưng mà trong quá trình sử dụng phát hiện ra thì mình mới thấy là nó hữu ích và kiểu tiện lợi như thế nào. Một tip nho nhỏ nữa cho những cái bạn nào mà thường xuyên sử dụng iPad này, đấy chính là iPadOS mới nó đã có một cái nó gọi là gộp những cái cửa sổ nhỏ dạng đa nhiệm ấy để giúp chúng ta có thể thao tác và đa nhiệm nhanh chóng, dễ dàng hơn. Cái này nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình mới phát hiện ra đấy là
Trước đây thì mình chưa có quen cái thao tác nhanh với những cửa sổ dạng rút gọn này, nhưng mà có sử dụng một vài ngày thì mình mới nhận ra một cái thao tác rất là gọn thôi, để các bạn có thể vuốt qua để mà chuyển đổi giữa những cái ứng dụng mà chúng ta gộp vào. Vuốt qua, vuốt qua, vuốt qua, rất là đơn giản, dễ dàng, hiệu ứng chuyển cảnh cũng cực kỳ mượt mà. Thì nó sẽ là một trong những cái có thể giúp cho các bạn thao tác nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi hơn. Thì những cái tính năng này thoạt ban đầu nghe thì có vẻ nó hơi rườm rà, nó rối rắm, nhưng mà khi mà các bạn quen rồi ấy và ứng dụng vào những cái thao tác sử dụng hàng ngày thì mới thấy là nó khá là tiện lợi và nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều thứ. Song song với đó thì có một cái tính năng mà mình nhận thấy là có vẻ như nhiều người chưa thực sự quan tâm và đánh giá nó đúng như những gì mà Apple giới thiệu, đấy chính là cái hỗ trợ duyệt web full theo dạng desktop ở ngay trên iPad. Nghe qua thì một số các bạn có thể thế thì nó có hữu ích cái gì, mình vẫn chưa nhìn thấy được rõ cái sự hữu ích của nó, đúng không? Nhưng đối với mình, một người sử dụng iPad gần như là thay thế hoàn toàn cho laptop ấy, thì đây là một trong những cái tính năng mà mình đã chờ đợi từ rất là lâu rồi. Ví dụ điển hình nhá, đấy là mình có thể sử dụng YouTube Studio full ở ngay trên Safari. Mình có thể tùy chỉnh video thêm này thêm nọ, cái mà từ trước nay mình vốn chỉ có thể làm được ở trên máy tính thôi, thì với update này mình đã hoàn toàn có thể làm được nó ở trên iPad. Và đối với cá nhân mình nhá, đối với những cái nhu cầu sử dụng của cá nhân mình, thì chỉ với một cái tính năng này cũng như là cái sự hỗ trợ thêm chuột của iPad mới ấy, thì mình có thể tự tin nói rằng đối với cá nhân mình, một chiếc iPad và cái bàn phím mà mình đang sử dụng hoàn toàn có thể giúp mình thay thế được một cái laptop đối với những cái nhu cầu của mình. Thì đây là một trong những cái tính năng tiếp theo nữa mà mình muốn nhấn mạnh với mọi người. Ngoài ra thì trên Safari cũng đã có một cái trình download riêng rồi. Và cái trình download này nó làm được nhiều hơn là những gì các bạn nghĩ đấy. Nó có thể giúp chúng ta download được hình ảnh này, video này, điều mà không hề làm được trước nay, đúng không? Và thậm chí là cả những cái tập tin nữa download lưu thẳng vào bên trong iPad luôn. Thì hai cái này đặc biệt hữu ích đối với những bạn nào hay sử dụng iPad nhiều như mình. Một cái tip tiếp theo nữa mà có thể nhiều bạn đã bỏ qua, cái này thì nó là thay đổi nó nhỏ nhỏ thôi, đấy chính là cái thanh volume mới ở trên iOS 13. Thì chúng ta đều đã biết là cái thanh volume mới này đã được design lại, nó đẹp hơn, nó gọn hơn và nó đỡ tốn diện tích hơn so với cái thanh volume điều chỉnh từ trước cái này ở trên iOS. Và với iOS 13 ấy, chúng ta hoàn toàn có thể thao tác và điều chỉnh cảm ứng, thao tác trực tiếp với cái thanh volume này. Ví dụ như những gì mình đang làm đây, kéo ra, kéo vào, kéo lên, kéo xuống, điều chỉnh cảm ứng ở toàn màn hình luôn. Rồi, và món ngon thì để dành sau cùng. Chân gà siêu cay, khổng lồ. Cánh gà khổng lồ, siêu cay, cút lồ, siêu to, khổng lồ. Và đây sẽ là thời khắc để mình chia sẻ về cái mà mình đã đặt ở trên cái thumbnail của video, cái clickbait mà các bạn đang bấm vào để xem video này. Đó chính là cái hé lộ nho nhỏ về việc khai tử đi cái cổng Lightning trên iPhone. Trong quá trình mình vọc vạch iOS 13 thì mình có nhận ra là cái màn hình Restore của iOS 13 nó đã thay đổi so với những phiên bản iOS cũ. Và các bạn có nhận ra được điều gì khác biệt ở đây không? Có nhận ra chưa? Đó chính là cái hình ảnh của sợi cáp Lightning giờ đây đã được thay đổi thành hình của sợi cáp Type-C. Và biết đâu đấy đây chính là một trong những cái sự chuẩn bị của Apple về một cái thế hệ iPhone mới, có thể là ngay trong năm nay sẽ sử dụng chuẩn Type-C. Vì chúng ta đều đã biết ý, trong toàn bộ những cái thiết bị chạy iOS ở thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất hai thiết bị iPad Pro vừa mới ra mắt là sử dụng cổng Type-C thôi. Do đó thì việc sử dụng hình ảnh của Type-C ở trên cả những thiết bị iOS nó có gì đấy nó hơi kiểu khó hiểu, đúng không? Trừ khi là iOS 13 đang được chuẩn bị sẵn để chạy trên những thiết bị iPhone mới thì nó lại có lý hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ là rất nhiều khả năng iPhone 2019 sẽ chuyển qua sử dụng cổng Type-C. Thì mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Những cái tính năng ẩn, những cái tính năng nhỏ nhỏ, những cái gợi ý ẩn giấu sâu bên trong iOS 13 mà có thể các bạn đã bỏ qua. Ngoài ra thì mọi người có nhận ra thêm được những cái thay đổi nào nữa, những cái gì hay ho iOS 13 nữa, có thể comment xuống phía bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và một lần nữa, nếu như bạn đang muốn tìm mua những cái phụ kiện iPhone, iPad với mức giá hời nhất, thơm nhất, thì đừng có bỏ qua cái chương trình đại hội sale phụ kiện của Savonet. Mình sẽ để link ngay phần mô tả video để mọi người để click vào và chọn mua ngay bây giờ. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn trải nghiệm iOS 13 vui vẻ và sẵn sàng cho iPhone 2019 chuẩn bị đổ bộ. Yep, giọng mình khàn khàn nghe có dị không nhỉ?